Vâng, xin thưa các bạn, hôm nay ngày mùng 4 tháng 4 âm lịch là ngày 26 tháng 4 dương lịch nha các bạn. Thanh Long Vlog đang đứng tại độ hang đá Thác Tinh Nữ. Còn thầy Thanh Long Vlog xin kính lạy chư hương linh, Long Thần Hộ Pháp, Thần Hồn Bổn Sứ, Thổ Thần Đất Đai ở Thác Tinh Nữ cho con đến viếng các ngài. Và nếu các bạn nào mà đến Thác Tinh Nữ ghé qua cái chỗ này khách Tây Phương nha các bạn, chúng ta cũng không nên gây dựng thêm bát ngang làm gì, nó cũng nhiều quá, nó mất hay đây. Giờ chúng ta để hai bát hương này, có một vị nào mới thượng hai bát ngang này ngày mùng 1 tháng 4 nha các bạn. Bữa nay là ngày mùng 4 tháng 4, là Thanh Long đi lót vào được 4 ngày là có cái bát ngang này. Và theo Thanh Long nhận xét thì mới thượng tượng cái bát nhang này, hai bát nhang này mới có mùng 1 tháng 4 rồi. Thì thôi kệ nó, cái đây chỗ nào cũng có cái người ra đi và cũng có cái sự sinh sống, cái sinh tồn của cái đấng tiền nhân đi trước. Thì xin tất cả chúng ta hãy cầu nguyện và thành tâm khấn nguyện một cái tâm linh huyền bí ở Thác Tinh Nữ nha các bạn. Trong một cái hang động, cái hang nho nhỏ chứ cũng chưa gọi là hang động đâu các bạn. Thì mà nếu chúng ta gọi hang động cũng được, thì chúng ta nên ghé về đây thắp một cây hương, cũng không nên thắp nhiều quá cho nó. Mà cái đây không có, cũng không có cháy nổ gì đâu các bạn, không có cháy gì hết. Thì Thanh Long Vlog xin làm cái clip này tại Thác Tinh Nữ. Thì từ trong hang động này Thanh Long xin quay trở ra nha các bạn, quay trở ra ở ngồi hang, miệng hang của Thác Tinh Nữ các bạn. Rồi tiếp tục của cái ngồi miệng hang nha các bạn. Đó, những cái mỏm đá này là cao sừng sững cũng bằng mấy cái nhà lầu luôn các bạn. Đây các bạn ơi, cái hang động mà lúc nãy có hai cây đèn, mình có thắp hai cây đèn cầy, đó là cái mỏm đá này bằng một cái villa đó các bạn, bằng một cái biệt thự luôn chứ không phải là nhỏ đâu các bạn, bằng một cái biệt thự. Đây là cây dây nó leo nha các bạn, dây leo trên đó coi gì, cái đai coi gì các bạn. Đây này, đây là cái dây leo, nó leo xuống đây các bạn, leo xuống đây, leo đây và nó bám dưới rễ này, bám dưới đất này để cho nó tiếp không khí, tiếp sức lực, tiếp dinh dưỡng để nó nuôi cái gốc cây hết trơn nha các bạn. Đó, chung quanh của Thanh Long Vlog đều là đá hết các bạn. Đó, đều là đá. Gọi là Tinh Nữ là xưa có một người con gái đã chết ở đây cái thời trong trắng, và người ta họ đặt là cái thác Tinh Nữ luôn các bạn. Đây, từ sáng mình xuống, bây giờ mình đường đi lên nha các bạn, đi lên. Lên đến bây giờ là cũng gần một rưỡi rồi các bạn. Đây thưa các bạn, đây là một cái cấp nha các bạn, cái cấp mà chúng ta đi lên. Đây là những cái mỏm đá nè, kia là một cái cây xương rồng bự các bạn. Cái đây là cái hang mà lúc nãy mình thắp nhang đó, cái hang là đá bây giờ nó bao quanh đây. Bên xa xa kia là một nhánh ở dòng sông Sê Đô Bốc, nước đang chảy nha các bạn. Đây là chung quanh cái hang đá của Thác Tinh Nữ. Thôi giờ mình xin đi lên nha các bạn. Đây các bạn, tất cả cái quang cảnh của đi lên giữa đồi thác nha các bạn. Đi lên giữa đồi đó, giữa đường của cái thác nha các bạn. Đây là đó, đây là cái hàng cây sứ, các khu du lịch ở trồng các bạn, là cả mấy người đi du lịch lên đó các bạn, mấy người du lịch lên là cái cảnh mà cái cây suy này nó đang bám vô trong cái đá đó nha các bạn. Cho nó cây suy này bám vô đá đẹp lắm, đẹp lắm các bạn ơi. Đây là cây bạc lan nha các bạn, những cái cây rừng thiên nhiên mà chứ thật ra là những cái cây mà nó cũng hư xấu, chứ còn những cái cây đẹp là chắc có lẽ coi như ở đây muốn cả ngàn năm người dân tộc và ở đây người bán địa ở đây và người dân họ di cư về đây nữa, thì những cái cây mà đẹp cũng không còn nữa các bạn. Những cái cây có tên tuổi, những cái cây sử dụng được thì họ cũng chặt hết rồi. Và xa xa ở đằng đó là khu du lịch, ban quản lý khu du lịch
thác trên nữ nha các bạn. Nhưng mà bữa nay mới nhà nước mới thả cách ly có gần một tuần nay thôi, thành ra là 3 tháng nay coi như không hoạt động, thành là không có ai cai quản, không có ai sửa sang, không ai dọn quét, thành nó cũng hơi xuống cấp và nó hơi hoang tàn nha các bạn, xuống cấp và nơi hoang tàn. Chào chào cháu phá đây ơi, chào các bạn đây. Đây các bạn, đây là một khách du lịch gia đình nho nhỏ, khách du lịch đã về tham quan ở thác Trinh Nữ và đem về một ý tưởng mông lung và một cảnh quan đẹp nhất của Đắk Lắk của chúng ta. Thì xin thân chào. Chào các bạn. Vâng, xin thưa các bạn, Thanh Long Vlog đang đứng chung quanh cái quang cảnh thác Trinh Nữ này các bạn. Đi lên thì quá mệt luôn, lên quá mệt luôn các bạn. Vì mình muốn lên lấy cái biểu tượng của người dân tộc Ede nha các bạn. Đây là cái biểu tượng. Ôi da, mệt lắm các bạn. Lên dốc thửa, biểu tượng của cái ché rượu cần nha các bạn. Biểu tượng của cái, đây là họ làm một cái hồ, làm cái biểu tượng của ché rượu cần của người dân tộc Ede, gọi là mẫu hề đó các bạn. Ở đây là một cái cổng bằng đá, hai cổng bằng đá. Chung quanh cái quan cảnh này là đồi cao su, đồi cà phê, điều, tiêu, và xa xa cũng có một hai số người ở nha các bạn, một hai số người ở. Thành là mình xin quay lại cái quan cảnh này. Ngày xưa trước đây là một cái hồ cá, một cái hồ cá mà để cho du khách chiêm ngưỡng và thưởng ngọn nha các bạn. Mà bây giờ cái hồ cá nó cũng thời gian họ trung sinh không sinh hoạt rồi, 4-5 tháng rồi, thành nó cũng hơi xuống cấp, quá xuống cấp rồi. Kia vẫn còn lại cái tàn tích của cái chế rượu cần. Ôi các bạn ơi, mình xin ghi lại một cái đoạn hình. Ở đây là hình như một người, đây là người dân làm đây các bạn, mà không biết là cái thập kỷ nào, cái đá này, cái đá, cái này là hình như không phải đá các bạn ơi, cái này là giống như là một cái biểu tượng của gì coi, có phải dân, có phải chim thành hay không mình không biết, nhưng mà cũng giống như một cái đầu con lăng con gì đó các bạn. Mà đây là cũng không phải đá ở đây nha các bạn, không phải đá núi lửa, mà cái tàn tích ở thác Trinh Nữ nha các bạn. Thôi mình cũng xin quay khái quát lại thôi, chứ mình cũng không thấy cái tàn tích nào của cái người chim thành hết, không thấy tàn tích nào người chim thành, nhưng mà thấy cái này hơi khác khác. Còn đây cái hồ là cũng giá cái gỗ, giá gỗ thôi đó. Đây là một cái đường đi xuống hết cái chung quanh cái khu du lịch thác Trinh Nữ nha các bạn. Kia xa xa kia là các bạn đang đi tắm, đi chơi dưới thác Trinh Nữ về đó. Các bạn ở dưới đó đang dưới đó đi lên đó, và hồi sáng giờ cũng đang chơi bời tắm du lịch. Đây xin thưa các bạn, mình xin tham quan cái cổng chào và cái nhà. Đó là trước đó là cái cổng chào của cái cổng tháp Trinh Nữ, và các bạn sáng giờ đã đi chơi rồi, bây giờ đó bắt đầu đi về đó các bạn. Đây là cái quang cảnh những chiếc xe họ về đây, họ để đây chứ không có người quản lý nha các bạn, chưa mở cửa và chưa quản lý lại, và chưa tiếp khách. Đây là tự người dân tới thôi. Theo quốc lộ 14 thác Trinh Nữ nằm cách thị trấn E Tờ Liên huyện Cư Giút khoảng 3 km và cách thành phố Buôn Ma Thuột khoảng 20 km, với chiều rộng khoảng 150 m trên một đoạn đường sông dài khoảng chừng đó. Đây thực chất là một gần đẹp trên dòng sông Cờ Đông Nô, dòng sông Cha, một phụ lưu của sông Sê Đô Bốc chảy ngược từ đông sang tây, làm ranh giới thiên nhiên giữa hai tỉnh Đắk Nông và Đắk Lắk. Đó là cái
cái lịch sử của cái thác đó các bạn. Công viên địa chất Đắk Nông có diện tích là 4.760 km, bao gồm các huyện Cà Rông Nô, Cư Rút, Đắk Minh, Đắk Sông, Đắk Gờ Long và thị xã Gia Nghĩa. Lịch sử của vùng đất này thuộc nguồn từ 140 triệu năm. Cách ngày nay, khi nơi đây còn là một phần của đại dương rộng lớn, của các dấu tích được tìm thấy như trầm tích, hóa thạch, cúc đá và loại hóa thạch khác. Do các vận động viên kiến tạo của lớp vỏ trái đất, khu vực này được nâng lên và xuất hiện núi lửa. Chính hoạt động phun trào núi lửa đã che phủ một nửa diện tích khu vực này. Với các lớp đất dung nham Ba Giang, đáng ngạc nhiên là cách đây gần khoảng 10.000 năm, núi lửa vẫn hoạt động, tạo nên hệ thống hang động núi lửa độc đáo, đồ sộ nhất khu vực Đông Nam Á. Trong đó đặc biệt đã phát hiện được dấu tích cư trú của người triền sử khoảng 10.000 năm cách ngày nay. Đây cũng là quê hương có ba dân tộc bản địa Mạ, Mờ Nông, Ơ Đê. Vào cuối thế kỷ năm 70 của thế kỷ trước, nhiều dân tộc phía Bắc đã di cư đến Đắk Nông lập nghiệp, biến nơi đây thành một vùng đất đa sắc màu văn hóa có hơn 40 dân tộc. Bên đó, vùng đất Đắk Nông là một phần của không gian văn hóa Cồng Chiêng Tây Nguyên, được UNESCO công nhận là kiệt tác di sản văn hóa nhân vật thể của nhân loại, phi vật thể của nhân loại năm 2005. Trong đó đáng chú ý là việc phát hiện ra bộ đàn đá cổ được chế tác từ đá Ba Giang có niên đại khoảng 2.500 năm, là một trong những nhạc cụ lâu đời nhất của nhân loại. Trong âm thanh rộn ràng của cồng chiêng, sử thi và các nhạc cụ dân tộc hòa cùng tiếng gió reo thác đổ, tiếng cỏ cây hoa lá, tiếng núi lửa phun trào và cả những âm thanh hào hùng của những bản hòn, bản ca lịch sử. Đàn đá nổi bật nhất như biểu tượng sự kết tinh âm điệu trong vùng công viên địa chất Đắk Nông. Hãy đến với công viên địa chất Đắk Nông, sử dụng của những âm điệu để trải nghiệm trường ca lửa và nước, thưởng thức bản giao hưởng của làn gió mới và lắng nghe âm vang từ trái đất. Vâng, xin thưa các bạn, đây là những cái tóm tắt lịch sử của thác Tinh Nữ nha các bạn. Mình tóm tắt lại những cái lịch sử của cái thác Tinh Nữ. Đây là ban tổ chức thác Tinh Nữ đã ghi ở đây những cái dòng lịch sử ở đây, nhưng mà cái tháng này họ chưa khai thác mở cửa ra nha các bạn. Thì mình xin quay lại cái tổng quan ở đây. Ở đây là các bạn đã đến du lịch, đến thả cá, đến mấy người đó là đi câu cá đó các bạn. Thì thôi, Thanh Long Vlog cũng xin thân chào các bạn, chúc các bạn sức khỏe hạnh phúc. Và Thanh Long Vlog sẽ hứa các bạn tìm những clip hay, những clip đặc biệt để gửi lại đưa cho các bạn những cái clip kế tiếp. Vâng, xin chào và